Hello, hello. Hôm nay đó, thủ muốn dành thời gian để mà chia sẻ với các bạn một số những cái suy nghĩ của thuận liên quan tới trung uh, bình giá trong thị trường này và các bạn đã nhớ là cái bài ngày đây trên những mạng xã hội thường có chia sẻ một cái uh, dòng chữ là bắt đầu tuần này thường chỉ trung bình giá bitcoin only mà thôi uh, không đi coi coin cho đến khi nào mà cơn bão này trôi qua và đương nhiên có rất nhiều bạn có nhiều câu hỏi liên quan đến cái dòng chữ này của Thuận chia sẻ ở uh, những mạng xã hội và cái bạn đã nhớ đó là thường uh, thì mỗi hai tuần thường cập nhật cái thông tin liên quan đến những một đầu tư của thủ một lần tại vì trước đây thường cập nhật mỗi tuần nhưng mà thông tin nó cũng tương tự như nhau cho nên cũng khá là nhàm chán thường muốn chia ra để mà nó đỡ nhàm chán hơn cho nên mỗi hai tuần mới uh, chia sẻ một lần nhưng mà mỗi tuần nữa chúng ta cũng vẫn cùng nhau để mà chung bình giá cái danh mục dca demo mà thôi các bạn đã bắt đầu từ cái tay khoảng chừng 6 tháng và hôm nay tôi cũng sẽ dành thời gian để mà chung mình giá cái danh mục này với các bạn nhưng mà đầu tiên hết á thường muốn chia sẻ về câu nói này thì tại sao mà hiện bây giờ đó thuần chỉ chung mình giá bịch không mà thôi nhưng mà nào đã nhớ đó thì cách đây hơn 2 tuần trước khi mà có nhiều cái sự kiện xảy ra đó Thuần có update với các bạn ở trên uh, những mạng xã hội cũng như là chia sẻ trong cái video 1449 hoặc 1 này Liên quan đến việc là Thuần đang chuyển qua để mà tập trung trung bình giá altcoin nhiều hơn là BTC Tại vì trong khoảng thời gian qua đó thường dành nhiều thời gian để mà trung bình giá BTC Và cái nhìn chung của Thuần đó bây giờ cũng không có thay đổi nhiều các bạn về cái xu hướng chung của thị trường Thuần vẫn tin á uh, là chúng ta sẽ thấy đấy trong thời gian trong cái video này được chia sẻ là trong vòng khoảng chừng 4 tuần thì bây giờ chúng ta còn khoảng chừng là 2 tới 3 tuần nữa đó là sẽ thấy đấy. Dựa theo lịch sử của những chu kỳ trước đây thuần vẫn có cái lòng tin đó và năm sau đó thuần nghĩ cũng là một năm mà cho chúng ta cái cơ hội tích lũy chứ không phải là một năm mà nó có cái sự tăng trưởng mạnh đâu. Mãi cho đến khi chúng ta có cái hiện tượng Bitcoin Hà bình năm 2024 thì đó mới là bắt đầu và có chu kỳ mới nhưng mà đối với thuận đó thì chúng ta chỉ còn khoảng một năm nữa thôi để mà tích lũy thì thời gian thật sự là không có nhiều như là nhiều bạn nghĩ cho nên trong cái video này thôi mới chia sẻ là thuận sẽ chuyển qua để mà trung bình giá all nhiều hơn nhưng có nhiều sự kiện gần đây đó đã làm thay đổi cái chiến lược này của thuận cho nên thuận muốn dành thời gian trong video để mà nói rõ hơn với các bạn nhưng mà trước khi đó mà thuận nói về crypto đó thường sẽ chia sẻ với các bạn một số những cái thông tin lịch sử liên quan đến thị trường tài chính nói chung. Tại vì uh, Thuân thường, thường hay chia sẻ với các bạn đó là chúng ta đang giống như là cái thời điểm năm 2008 trong thị trường chứng khoán gì đó, đó là chính là cái thời kỳ mà đại suy thoái. Nhưng mà nhiều bạn thì có thể nói là có thể chúng ta nên so sánh với năm 2000 hay là 2001 Đó thì nó tốt hơn. Lúc đó là chúng ta biết là có bong bóng com Chúng ta cũng biết là có cái sự kiện lớn liên quan tới uh, tấn công ở Hoa Kỳ vào ngày. 11 tháng 9 Và chúng ta cũng có cái uh, sự lo ngại liên quan tới Y2K như mấy nào mà ở tuổi thuận thì cũng đã nhớ lúc đó ai cũng sợ là tới năm 2000 thì tất cả những máy vi tính đều bị lỗi hết vì cái lý do là cái năm là năm 2000 trở thành năm 00 đó là những cái sự lo ngại của cái, cái, thời điểm đó thì có thể là cũng đúng nhưng mà lúc đó thường còn nhỏ đó các bạn lúc năm 2000 đó thường chỉ có khoảng chừng 16 tuổi mình thôi cho nên cũng không có nhiều ấn tượng đâu nhưng gì mà thuận biết đó điều đọc được từ sách vở mà thôi chứ không có phải là thường uh, nhớ được và trải nghiệm qua cho nên thường thường dùng năm 2008 tại vì lúc đó thường đã đi làm rồi cho nên uh, thường có cái ấn tượng nhiều hơn và thường hiểu nhiều hơn là những gì đang xảy ra thì để thông chia sẻ một số những cái tài liệu với các bạn rồi chúng ta sẽ liên kết với lại crypto để các bạn hiểu rõ hơn về tại sao mà thường chỉ muốn chung bình giá bitcoin hiện bây giờ đương nhiên đây là cái chia sẻ có những cái thuận mà thôi tại vì những bài nào mà theo dõi kênh thường muốn các bạn có một cái sự rõ ràng và có thêm thông tin chứ còn mỗi bạn sẽ có một chiến lược khác nhau Chứ thường không có phải là kêu ai làm gì hết thì năm 2008 nghìn đó chúng ta bắt đầu là thấy có nhiều cái sự lo lắng mới ban đầu nhưng mà nhiều người cũng nghĩ rằng đây là lo lắng tạm thời mà thôi liên quan tới có thể là có một cái bong bóng sắp vỡ liên quan tới bất động sản. Lúc đó thì cũng không có nhiều người đâu các bạn, lúc đó chỉ có một số lượng người nhỏ mà thôi và trong đó đó có một trong những người mà rất ghét crypto bây giờ đó chính là Peter Schiff. Nói tới đó thì chúng ta cũng phải cho Peter Schiff một cái vỗ tay thì điểm đó tại vì Peter Schiff là một trong những người mà lớn tiếng nói là chúng ta sắp sửa có một sự sụp đổ trong thị trường bất động sản và cuối cùng Peter Ship đã đúng nhưng mà có đúng về crypto hay không thì đương nhiên là không rồi các bạn. <laughs> từ lúc mà BTC 10 đô thì Peter Ship đã nói BTC đó là sẽ sụp đổ với về con số 0 nhưng mà các bạn đã thấy là BTC bao nhiêu năm qua chỉ thêm con số 0 từ đuôi mà thôi. Cho nên Peter Ship đương nhiên đã không nói đúng về Bitcoin và crypto nói chung. Nhưng mà đương nhiên tại vì Peter Ship là một trong những người mà bán vàng và bán những cái cổ phiếu vàng cho nên vì lý do đó đó, Peter Ship không thích crypto cũng là chuyện bình thường mà thôi nhưng mà chúng ta sẽ không nói đến Peter trong video này mà chúng ta sẽ nói tới cái tình hình của năm 2008 đó thì lúc đó chúng ta bắt đầu có cái thông tin là có khả năng là công ty tài chính rất lớn ở Hoa Kỳ đó là Bear Stearns lớn cỡ nào thì để các bạn hiểu đó Bear Stearns thời điểm đó đó là công ty Ngân hàng đầu tư lớn thứ năm trên thế giới đó các bạn Với thời điểm năm 2008 đó là tới 18 tỷ đô la Lúc đó là được quản lý bởi Bestone Bây giờ chúng ta có nhiều quỹ đó quản lý cái số lượng rất lớn Cho nên các bạn thấy là wow, 18 tỷ cũng không phải là nhiều lắm Nhưng mà các bạn nên nhớ đây là 18 tỷ của năm 2008 đó các bạn Lúc đó đây là một con số rất là khổng lồ Tại vì tiền bây giờ nó mất giá cho nên các bạn cảm thấy được là 18 tỷ không có nhiều đối với một công ty quản lý lớn như vậy Nhưng mà hồi xưa rất là lớn Thì công ty Bestone có nhiều tin đồn là đang gặp vấn đề thanh khoản và có thể là bị phá sản thì thùng cũng không có muốn chụp quay Jim Cramer đâu các bạn nhưng mà thật ra đó nhiều bạn thì cũng ngay thích chọc quay Jim Cramer tại vì Jim Cramer nhiều khi nói công ty này ok công ty ok rồi sau đó <laughs> công ty đó phá sản nhưng mà thật ra đó các bạn nên nghĩ là công việc của Jim Cramer là hàng ngày phải nói về rất nhiều công ty và hàng ngày đó Jim Cramer phải đưa ra nhận định từng công ty một thì đương nhiên trong cái đóng nhận định như đó thì Jim Cramer đương nhiên có thể hoàn toàn nhận định sai nhiều công ty rồi điều đó cũng không có gì gọi là quá bất ngờ đâu nhưng mà ngược lại cũng có rất nhiều đợt Jim Cramer đã nhận định đúng nhiều công ty giống như là công ty Google trước đây cho nên Jim Cramer thì một người mà người ta thường hay lấy hình nằm meme đó thì cũng không hiểu tại, tại sao tại vì Jim Cramer cũng đã nói nhiều lần sai nhưng mà đó là công việc của Jim Cramer mà nhưng mà lúc đó đó thì Jim Cramer nói là Barron không có vấn đề gì đâu mọi người đó Đừng có quá lo lắng. Rồi sau đó chúng ta thấy là Bearstone đã sụp đổ luôn. Và đó, đó là cái công ty lớn đầu tiên trong năm 2008. Trước đó chúng ta đã có nhiều cái thông tin rò rỉ. Nhiều cái thông tin liên quan tới một số công ty có thể đang trên bờ vực phá sản. Nhưng mà Bearstone là công ty lớn đầu tiên. Thì lúc đó người ta nghĩ là đây có thể là cái um, cuộc kết thúc rồi. Bearstone là một công ty đồ sộ và đã sụp đổ. Nhưng mà không ngờ là chúng ta thấy được là không bấy lâu sau đó chúng ta lại có cái thông tin liên quan tới ngân hàng lehman brothers bị phá sản các bạn và lúc đó, đó ngân hàng Lehman Brothers lớn hơn Bear Stearns rất là nhiều luôn là ngân hàng mà có lịch sử lâu đời nhất và đâu có ai ngờ là Lehman Brothers có thể phá sản đâu ai cũng nghĩ đây đó là một cái tượng đài không thể sụp đổ được nhưng mà cuối cùng đã sụp đổ rồi các bạn và không ngờ đó là Lehman Brothers có thể là phá sản và biến mất luôn à, các bạn thấy được là Lehman Brothers đó, lúc đó đã khai phá sản và cái lỗ hổng tài chính lên tới từ 46 đến 63 tỷ con số rất là lớn thời điểm đó luôn các bạn và các bạn đã thấy một điều rất là thú vị đó chính là Lehman Brothers lúc đó cũng khai bảo vệ phá sản chapter 11 nhưng mà cuối cùng Lehman Brothers sau đó cũng đã phải bán hết tài sản của mình và đóng cửa và không hoạt động nữa cho nên không phải công ty nào mà khai phá sản chapter 11 đó được bảo hộ cũng sẽ trở lại đâu các bạn có nhiều công ty như vậy nhưng mà không phải công ty nào cũng là như vậy và sau đó thì như thế nào? Sau đó đó thì các bạn thấy được là Lehman Brothers thật sự mới là cái sự khởi đầu của sự sụp đổ và có hiện Dominoes Bearstone là một cái cú sốc trên thị trường nhưng mà sau đó đó Lehman Brothers thật sự là cái ngồi châm lớn hơn để mà dẫn đến hiệu Domino's và các bạn có thể nhìn thấy được là biết bao nhiêu là công ty tài chính và ngân hàng đã, đã, khai phá sản và sụp đổ thời điểm đó chúng ta có thể nhìn thấy được là một năm trước đó đó năm 2007 đi thì các bạn thấy được là cái số lượng ngân hàng ở Hoa Kỳ đây thì đương nhiên lúc nào năm nào chúng ta cũng có những ngân hàng khai phá sản hàng năm tại vì có rất nhiều ngân hàng ở Hoa Kỳ nhưng mà bình thường đó, các bạn thấy được con số rất là thấp có thể là một ngân hàng, hai ngân hàng, ba ngân hàng. Nhưng mà chúng ta thấy được là tới năm 2008 đó bắt đầu cái cuộc đại suy thoái đó đó chúng ta thấy được là cái tình hình tài chính nó dẫn đến là tổng cộng là 25 ngân hàng đã khai phá sản năm 2008 các bạn. Và chúng ta nhìn lại năm 2009 đi thì chúng ta thấy được là có tới 140 ngân hàng đã khai phá sản vì cái sự kiện liên quan tới Lehman Brothers hay là vì cái tình hình của kinh tế thời điểm đó các bạn thấy được là cái sự ảnh hưởng rất là lớn sau khi mà Lehman Brothers sụp đổ đó đã dẫn theo hàng loạt nhân ngân hàng lớn mà nhiều người đó thực sự không có nghĩ à, là những hàng này đã có thể phá sản nhanh như vậy chúng ta có những công ty đó mà đã khai Phá sản hay là bảo vệ phá sản năm 2008. Và chúng ta thì được Lehman Brothers chúng ta vừa nói tới. Chúng ta có ngân hàng Washington Mutuals. Bây giờ đã không còn nữa. Chúng ta có công ty làm xe General Motors. Thì General Motors sau khi mà khai bảo vệ phá sản. Thực sự cũng đã có thể trở lại. Và tiếp tục kinh doanh cho đến bây giờ. CIT Group cũng đã khai bảo vệ phá sản. Chrysler cũng như vậy. Toy Mortgage thì sau khi mà khai bao phá sản thì coi như là cũng xong luôn đó các bạn các bạn thấy được những công ty khác như là General Growth Properties cũng phá sản Londell Chemical cũng đã khai bao phá sản năm 2008 và rất nhiều và rất nhiều công ty lớn khác và sau đó thì như thế nào tình hình nó căng thẳng như vậy cái hướng domino nhiều như vậy thất nghiệp khắp nơi đó thì lúc đó đã có những động thái gì để có thể là cứu vãn tình hình thì các bạn nên nhớ đó lúc đó đó chúng ta có hai người dẫn đầu về cái việc là giải cứu tình hình Trước hết á, chúng ta sẽ nói tới đó chính là Fed, cục trưởng đi mạng của Hoa Kỳ và đương nhiên không phải là chủ tịch Joe Powell, hiện tại lúc đó là một cái chủ tịch khác. Và người còn lại đó chính là ai? Chính là bộ trưởng tài chính lúc đó Henry Pawson. Vì cái sự ảnh hưởng quá lớn của cái sự sụp đổ của Lehman Brothers dẫn đến nhiều ngân hàng bị sụp đổ đó thì cả hai người này, Fed và Henry Pawson đã đưa ra nhiều cái chiến lược và phần lớn chiến lược gì? Chiến lược đó là bơm tiền vào trong thị trường À, cắt giảm lãi suất đưa tiền cho những ngân hàng lớn hơn thứ nhất đó là cứu những ngân hàng đó để những ngân hàng đó không sụp đổ thứ nhì đó là khi những ngân hàng đó nhận tiền của chính phủ đó thì phải đi thu mua lại những ngân hàng nhỏ hơn để có thể là hỗ trợ thị trường và không có cho có sự sụp đổ tiếp tục xảy ra nữa thì đương nhiên sau đó đó chúng ta thấy được là một số ngân hàng đã được cứu hay là đã được mua lại và đã thay đổi tên hay là xác nhập ngân hàng nhưng mà có nhiều ngân hàng nó cũng đã khai phá sản và không bao giờ trở lại nữa như là các bạn vừa thấy nhưng mà ít ra đó thì cũng đã có người đi vào thị trường này để mà cứu thị trường năm 2008 nếu như mà Fed hay là Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã không có can thiệp vào thì cái sự ảnh hưởng nó sẽ lớn hơn Đương nhiên một số người đó là theo cái chủ nghĩa thị trường tự do thì nghĩ là đây là điều không nên Tại mình mean, nó sẽ dẫn đến cái hệ lụy là gì đó chính là thứ nhất đó in tiền bơm vào trong thị trường thì sẽ dẫn đến lạm phát. Thứ nhì nữa đó là việc là can thiệp thị trường như vậy đó sẽ ảnh hưởng đến thị trường tự do và sẽ dẫn đến đó là nhiều công ty càng ý lại hơn. Tại vì họ thấy được là bây giờ đó họ chỉ cần trở thành công ty lớn thì họ có thể là đầu tư làm sao cũng được. Nếu như mà thua lỗ đó hay là cái gì đó thì sẽ có chính phủ đứng ra để mà hỗ trợ. Thì lo gì mà không đầu tư một cách nó mạo hiểm hơn. Đó là những cái suy nghĩ và những cái sự kiện này đó sẽ dẫn đến những công ty sau này có thể là nó sẽ càng mạo hiểm hơn nữa và cái sự kiện sẽ lớn hơn nữa sẽ có một cái bong bóng nhiều hơn nữa thì đây đó là cái nhận định của nhiều người liên quan đến tình hình của năm 2008 nhưng mà sự thật đó đúng là Fed và Bộ trưởng Tài chính của Hoa Kỳ đã tham gia và can thiệp để mà hỗ trợ thị trường thời điểm đó cho dù biết được đó là có thể dẫn đến nhiều cái hệ lụy sau này vì lý do đó đó cho nên nhiều người có lòng tin dài hạn về thị trường tài chính tại vì họ thấy được là tới cuối cùng đó, thì chính phủ cùng tham dự vào để mà xử lý nếu như mà có một cái sự sụp đổ xảy ra và dài hạn đó các bạn thấy được là lịch sử cho thấy chứng khoán Hoa Kỳ chỉ tăng trưởng dài hạn mà thôi. Đương nhiên không nói tới là những cái chứng khoán riêng lẻ mà chúng ta nói tới những chỉ số lớn như là S&P 500, Nasdaq hay là Dow Jones tăng trưởng theo thời gian. Cho dù là chúng ta có bất cứ sự kiện gì xảy ra đó thì sau đó thị trường lại hồi phục và tăng trưởng mạnh hơn. Đó là lý do tại sao mà thị trường chính Hoa Kỳ trở thành một thị trường tài chính lớn ở trên thế giới. Tại vì cái lòng tin về Fed và lòng tin về chính phủ của Hoa Kỳ đó là về cái phương diện tài chính mà thùng muốn cho các bạn thấy được cái sự khác biệt và cái sự giống nhau. i ain't playing god